Tôi cứ luôn nghĩ đến một câu ngạn ngữ của người Nhật. Tôi không biết cho chăn quá Mexico thì được diễn tả như thế nào, nên tôi sẽ dùng một câu đơn giản để anh có thể hiểu nhé. Không có con chó sói nào cả, thì cáo chính là vua. Nhưng tôi không phải cáo, cũng chẳng phải chó sói. Có đúng không, Armando? Dân tất nhiên rồi ông, Nakamura. Ở Nhật Bản chúng tôi có những phong tục nhất định mà chúng tôi thể hiện sự hào phóng bằng cách tặng quà cho nhau. Nhưng chắc anh phải hiểu là những cái ích kỷ thì sẽ bị khinh miệt. Anh thấy đấy, trong nhà kẻ giàu thì sao có thể có con chó ốm được chứ? Ông nói hoàn toàn đúng, ông Nakamura. Anh thấy tôi là một người rộng lượng đúng không, Armando? Tất nhiên rồi, thưa ông Nakamura. Vậy thì có lẽ tôi đã cho chó của mình ăn quá nhiều nhỉ? Tất cả đều chỉ là ảo giác hay sao? Sự rộng lượng, lòng ích kỷ. Ở Nhật Bản, bọn tôi có hai thứ đó như một. Bọn tôi hào phóng cho đi, nhưng cũng là ích kỷ, hy vọng nhận lại thứ tốt hơn. À, phải rồi. Thậm chí ham muốn dục dục cũng bắt nguồn từ lòng ích kỷ mà. Và lòng tham nhũng, đặc biệt là lòng tham. Một người thông minh thì không nên để lộ ra. Jack, tôi chịu hết nổi rồi. Tôi biết chắc là ông sẽ vậy mà. Ngài Robertson chuẩn bị về đấy. Tôi sẽ tiễn ông ấy. Tôi vừa để ý thấy có một thứ bị sai sót. Tài sản của tôi đã tăng lên đáng kể, nhưng tài khoản thì lại chẳng cho thấy điều đó. Từ ngày tôi giao phó cho anh và ông Robertson, hai người đã giữ tài chính của tôi ổn định. Anh không thấy tại sao nó khiến tôi quan tâm mà. Tôi hiểu mọi lo lắng của ông bằng tất cả sự tôn trọng. Người ta nói rằng kẻ giàu thậm chí còn thuê được quỷ dữ. Mặc dù con quỷ dữ đó có thể lừa dối anh ta, nhưng nó không thể nào đùa với Chúa được. Có lẽ nào tôi đã thuê nhầm một con quỷ không, Armando? Không đâu thưa ngài, nghe này, tôi sẽ gửi báo cáo cho ngài. Ngài có thể xem nó, có thể cho ông Robertson xem nó, và ngài có thể thấy tôi xử lý vài con số thế nào. Tôi e là ông Robertson đã bị tiêu diệt ngay thôi. Nếu anh không muốn bị tương tự, thì tôi cho anh thêm một cơ hội cuối cùng nữa để sửa lại những sai sót không đáng kể đó. Hoặc là ta sẽ cùng xem ai mới là ác quỷ thực tế nhé. Tạm biệt, Armando. Kỹ thật, Armando, anh không cảnh báo trước được à? Sao nó giống vợ anh thế? Sao thế? Em không được gì à? Cho anh một phút đã nhé. Anh sẽ đảm bảo mình được việc mà. Khỉ thật, Nakamura đang tức giận về vấn đề tài chính của ông ta. Anh đoán là mình ở lại trễ. Giờ thì cần phải sửa lại vài thứ. Bỏ trốn với anh đi. Em thấy sao nào? Em hỏi ý kiến vợ anh thì anh thấy sao hả? Anh nghiêm túc đấy Luna. Anh và em thôi, bất kỳ đâu em muốn. Coi như là một kỳ nghỉ suốt đời đấy. Thoát khỏi như thế này. Anh đang định đi đâu à? Thôi bỏ đi. Kiểu gì em cũng không đi đâu. Em ước là em có thể. Anh đoán đó là sự khác biệt giữa em và anh đấy. Nếu anh muốn thứ gì, anh không ngại để lấy được nó.
Có lẽ đến lúc em phải biết điều em muốn là gì rồi. Và thứ mà em chắc chắn sẽ làm để có được nó. Đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé cưng ạ. Nếu em không cắn lại, em sẽ bị cắn chết đấy. Vậy thế này thì sao? Ồ, em quyết tâm quá nhỉ. Chào anh yêu. Ôi chết tiệt. Không phải như em nghĩ đâu. Ôi thế hả? Vậy là gì đây? Eleni, tôi xin lỗi. Phải vậy rồi. Eleni, thôi mà, câm miệng. Cưng à, em là duy nhất thôi. Câm miệng lại. Nghe này em, hay là mình đi du lịch đi nhé. Bất cứ đâu mẹ muốn. Em chỉ cần nói tên thôi. Bất cứ đâu đấy. Hãy nhìn những gì anh bắt tôi phải làm đi. Đưa hắn ta ra khỏi xe.
Lôi hắn ta ra đằng kia. Cởi trói cho hắn ta. Ellie xin chị đấy, đừng bắt tôi phải nhắc lại lần nữa. Bịt miệng hắn lại. Em xin lỗi nha. Lăn loàn với thư ký hả? Sao mà đúng kịch bản thế? Tôi đã tin tưởng anh, còn anh thì biến tôi thành một con ngốc. Chúa ơi, Ellen đi, cứ để anh ấy nói đi. Anh ấy đang muốn nói gì đó kìa. Được thôi. Anh có 2 giây đấy. Được rồi. Em có thể có bất cứ điều gì em muốn. Anh sẽ cho em mọi thứ. Ly hôn. Một nửa của tất cả. Hào phóng quá đi mất. Thôi nào em yêu. Thế này là điên lắm rồi đấy. Để anh đi đi. Rồi mình bỏ qua hết mọi chuyện này nhé. Anh đã nói dối tôi. Còn em thì chưa bao giờ chắc. Ai cũng có bí mật. Thôi được. Em có lý lẽ của mình. Giờ thì thả anh ra khỏi cái ghế này đi. Hết giờ rồi. Eleni, đừng làm như thế. Thả anh ra. Cứ thoải mái đi. Chị sẽ định làm gì với tôi thế? Tôi có sẵn giải tưởng trong đầu rồi. Ta phải tìm cách để thoát khỏi đây. Cà phê không? Khỉ thật, tháo dây cho anh. Chị ta bị mất trí rồi. Ừ, biết rồi, cắt dây cho anh đi. Anh cứ nói thứ chị ta muốn đi. Sao anh biết cô ấy muốn gì chứ? Thả anh ra, đang tìm cách cứu chúng ta nào. Chị ta chắc chắn nghĩ là biết điều chị ta muốn đấy. Không, anh không biết. Cắt đi nào, cắt dây nhanh đi. Cô ngu ngốc hơn vẻ bề ngoài đấy. Elena, tôi xin lỗi. Mơn mởn nhà ngu ngốc. Anh thích những đứa như vậy hả? Cô ấy chẳng liên quan gì cả. Cô ta liên quan đến tất cả đấy chứ. Tôi sẽ làm tất cả chị yêu cầu. Tôi thề đấy. Hứa đây nha. Đứng dậy đi. Em yêu à? Anh nói xin lỗi rồi. Em còn muốn cái gì từ anh nữa chứ? Tôi muốn tiền, Armando. Được rồi, em có thể có nó. Anh đã nói là em có thể lấy một nửa số tài sản của anh mà. Không. Tôi muốn số tiền thật ấy cơ. Anh chẳng hiểu là em nói gì cả. Tôi nghĩ Luna có thể biết đấy. Biết cái gì cơ? Tiền nào vậy? Đừng nghe cô ta. Cô ta bị thần kinh rồi. Tôi đang nói về cái tài khoản mà anh lập ra ấy. Cái mang tên cô ta ấy. Tài khoản gì? Tài khoản nào vậy Armando? Cô ta đang nói cái gì vậy? Chẳng có cái tài khoản ký gói nào cả. Eleni, đừng có nói nữa. Thôi nào. Anh ta là ông chủ cô mà. Cô phải biết anh ấy kiếm sống kiểu gì chứ. Anh ấy là kế toán viên. Cô không thắc mắc về khách hàng sao? Tất cả những thương vụ tiền mặt ấy sao? Nghe không lạ lùng chút nào à? Thì sao nào, nó có ý nghĩa gì đâu? Điều đó có ý nghĩa anh ta là một kế toán đặc biệt. Kẻ lấy tiền bẩn để biến thành những đồng đô la sạch ấy. Nhưng tại sao nó có một tài khoản với tên tôi chứ? Chẳng có cái tài khoản nào cả. Eleni, đừng nói nữa. Bởi vì anh ta đã ém tiền nhiều năm nay. Cho đến giờ thì nó đã trở thành một núi lớn rồi. Và cô ta là cái tấm bia nhỏ bé anh ta dùng để đỡ đạn đấy. Có đúng không Luna? Cô ta bị điên rồi đấy. Gọi ngân hàng kiểm tra đi. Cái tài khoản ở Panama đấy. Vậy là thật rồi. Em mò mẫm hay lắm có biết không? Tôi học được từ người giỏi nhất đấy. Ai đã nói cho em biết? Và còn những ai nữa? Cứ cho là khi một mối quan hệ mất đi sự tin tưởng thì chẳng cần nói, nó cũng tự đến thôi. Đó không phải là tiền của em, Eleni. Chưa thôi.
Hát lên nếu muốn uống cà phê nhé. Anh gài bẫy em à? Nếu ai phát hiện ra thì họ sẽ nghĩ em trộm tiền đấy. Không, em hiểu sai rồi. Chẳng ai trộm gì ở đây cả, chỉ là... Là gì chứ? Là chuyển về con số thôi hả? Không có ai phát hiện ra đâu. Eleni biết rồi đấy. Đây chỉ là tạm thời thôi Luna. Vậy hả? Cho đến khi nào? Cho đến khi những người như ông Torres phát hiện ra. Hoặc tệ hơn là ông Nakamura. Sao anh lại làm vậy với em chứ? Vì anh ta là một thằng khốn. Luôn luôn là như vậy. Đủ rồi đấy, thả tôi ra khỏi chiếc ghế này đi đồ điên. Khỉ thật. Lấy xuống đi Luna. Cô ta không thể làm được, cúp đi. Cứ thử xem. Elena xin chị đấy, dừng lại đi. Cô còn muốn cái gì nữa? Cô tìm thấy tài khoản rồi đấy. Tôi muốn mật khẩu và tôi không có hứng thú chia sẻ đâu. Không đời quái nào. Con dài sẽ chết thần ở phòng bên đấy. Đi lấy đi. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra đây? Anh có thể khiến nó nhanh và dễ dàng, hoặc là chậm nhưng đau đớn, vô cùng đau đớn. Tất cả phụ thuộc vào anh đấy. Cô làm gì có gan? Anh có biết những phương pháp tra tấn cụ thể đã xuất hiện từ rất lâu rồi không? Đúng. Nó mang tên là hôn nhân đấy. Chẳng có giới hạn nào với những điều mà anh có thể làm với một người cả. Tôi đã tìm hiểu hết cả rồi. Amado, anh cứ nói cho chị ta cái mật khẩu ngu ngốc ấy đi. Anh có thể nói ra ngay ở đây mà. Đơn giản chứ có phức tạp đâu. Cô thật sự nghĩ tôi sẽ nói cho cô sao? Cô không biết là cô đã đặt tất cả vào tình thế này đâu. Cô định sẽ làm gì hả, Eleni? Cô định tra tấn tôi hay sao? Cô nghĩ là cô làm được à? Anh sẵn sàng biết chưa? Tôi đã đọc được phần nhạy cảm nhất của cơ thể là bàn chân đấy. Anh có biết điều đó chứ? Đây là một sai lầm nghiêm trọng sẽ khiến cô phải hối hận đấy. Người ta nói bàn chân có nhiều dây thần kinh hơn bất cứ chỗ nào. Thú vị quá nhỉ? Anh biết đấy, tất cả những cảm giác đó đang dâng lên. Nhưng anh hiểu hết mà phải không? Không tin nổi cô lại đối xử với tôi như vậy sau tất cả những gì tôi cho cô. Anh đã cho tôi được cái gì hả? Tôi cho cô cuộc sống này đồ khốn. Nếu không có tôi thì cô đã ở cái làng bẩn tiểu ấy chăn dê cả đời rồi. Ồ, may mắn cho anh đấy. Tôi chỉ cần thứ cuối cùng này thôi. Thôi nào Eleni, anh đưa mật khẩu cho tôi, rồi anh sẽ được thoát ra khỏi đây. Amado, cứ nói cho chị ta mật khẩu đi. Chúa ơi, từng quan trọng với anh đến vậy sao? Cô sẽ không làm như vậy đâu. Eleni, tôi hiểu cô mà. Anh nói đúng. Cô ta sẽ làm. Sao? Chị đang nói cái gì vậy? Cô có muốn tôi tin tưởng cô không hả? Eleni, tôi không thể. Đừng nghe cô ta. Em dám sao? Anh ta không quan tâm đến cô đâu. Anh ta sẽ nắm cô ra cho sói săn chỉ để giữ lấy cái mạng anh ta đấy. Giờ thì cầm cái này đi. Eleni, đừng bắt tôi làm vậy. Tôi đoán là tôi có câu trả lời rồi. Thề với Chúa tôi sẽ giặt đầu cô ra nếu tôi thoát được khỏi cái ghế này. Ôi khỉ thật. Độc khốn, dừng lại đi. Cái mật khẩu là gì hả? Chúng ta có thể làm vậy nếu anh muốn. Tôi chẳng có gì ngoài thời gian cả. Này, quay lại đây. Thôi nào Luna, dừng lại đi.
Chị đi quá xa rồi đấy. Gần được rồi mà. Khỉ thật. Tôi tưởng là chị dọa hắn thôi. Tôi nghĩ là ta đã làm rồi. Đúng vậy, nhưng giờ chị làm tôi sợ quá. Thôi nào, tôi có ý gì đâu. Chúng ta sắp có mật khẩu rồi. Tôi hứa đấy. Hắn sẽ nói mà. Tôi biết hắn sẽ nói. Và nếu không thì sao? Hắn sẽ nói. Chỉ cần thêm chút nữa thôi, tin tôi đi. Bọn đàn bà khốn nạn. Khỉ thật. Đi, đi thôi. Thật không thể tin nổi. Không lần trước được gì, tôi sẽ cho cô thứ đó. Anh không hiểu chuyện rồi, tất cả là ý của chị ta. Giờ hai người câm miệng lại đi. Amado tin em đi. Chị ta là người bắt em làm việc này. Chị ta nói sẽ giết cả em và anh đấy. Và tôi nói là làm nhé. Vậy thì làm đi. Bóp cò đi. Rồi tôi sẽ cho cô thứ cô muốn. Bắn cô ta đi. Rồi tôi sẽ cho cô mật khẩu. Đừng làm vậy. Đừng nghe hắn ta. Đó là một lời đề nghị đấy. Và nó sẽ bắt hiệu lực trong 3. Eleni đừng bắn. 2. Eleni chỉ cần tôi mà. 1. Dương lên và tỏa sáng đi. Cô đã làm cái quái gì với tôi vậy? Anh đã sẵn sàng để nói chuyện chưa? Thả tôi ra khỏi đây ngay. Biến xuống địa ngục đi Luna. Không thể tin nổi là cô lại làm vậy với tôi. Anh đang lãng phí thời gian đấy. Cái hố này sâu lắm đấy. Nó là một cái giếng cũ. Vậy là cô muốn có phần hả? Đáng ra cô nên nói với tôi thì có thể vui vẻ hơn rồi. Chỉ còn nói mật khẩu cho tôi thôi. Em thật sự tin cô ta sao? Nhiều tiền lắm đấy Eleni. Người ta có thể làm nhiều thứ điên rồ lắm. Đó là việc của họ. Thả tôi ra khỏi đây đi. Anh có muốn uống chút nước không? Tôi muốn con mắc nghẹn luôn đi. Tại sao chúng ta lại phải tàn nhẫn với nhau thế nhỉ? Đó là điều duy nhất mà tôi giỏi mà. Sao phải dừng chứ? Không thể tin được là anh bỏ đi và chẳng cho tôi gì cả. Có ai nói về việc bỏ trốn sao? Sao anh có thể làm vậy chứ? Sao cô có thể làm thế này với tôi hả? Bất cứ điều gì anh cần tôi đều làm mà không hề hé răng một lời. Ờ thì cô là thánh mà. Tôi làm vì chúng ta. Cô chỉ làm vì cô thôi. Tôi đã kiếm được. Và đây là cách anh trả công tôi sao? Anh có vấn đề gì vậy hả? Một phụ nữ Hy Lạp chưa đủ ghê gớm sao? Hay là vì tôi không còn trẻ nữa? Thôi nào em yêu. Em biết em quan trọng với anh thế nào mà. Không đâu. Cứ cho tôi thứ tôi muốn đi. Không thể được. Eleni, anh làm vậy là vì lợi ích của chúng ta đấy.
Anh có biết là có khoảng 300 loại kiến ở cái sa mạc này không? Khỉ thật. Em sẽ phải hối hận vì điều này đấy. Tôi đọc được là hầu hết chúng đều vô hại. Không có nói là chúng không cắn, nhưng có một số thì độc ghê lắm. Thôi nào Eleni, thả tôi ra khỏi chỗ này đi. Tôi nghĩ là anh còn khoảng một tiếng rồi đấy. Tôi đoán là đến lúc đó ta sẽ biết có những loại kiến nào nhỉ. Ai đã giúp đỡ cô? Không đời nào mà cô lại tự biết về số tiền này được. Tôi cũng đọc được là chó sói gần đây hơi hung hăng đấy. Nên nếu kiến không hại được anh, thì tôi hy vọng là anh sẽ ngộ ra trước khi chúng xử anh. Chúc ngủ ngon và mơ đẹp nhé. Eleni, Eleni, khốn nạn, Eleni. Tôi không quan tâm đến số tiền đó đâu, Eleni. Hay là ta cứ quên hết mọi chuyện đi. Số tiền đó là tất cả những gì tôi có. Cô không biết cuộc sống trước đây của tôi thế nào đâu. Có thể anh ta nói đúng. Tôi sẽ xuống địa ngục về chuyện này mất. Tôi đang nghĩ về Rostarica hoặc Santorini. Cô có thể đổi tên nếu cô muốn. Trở thành bất cứ ai cô thích. Như vậy không thú vị sao? Trở thành một ai đó khác ấy. Có lẽ vậy. Tôi không chắc là tôi có thích bản thân mình lúc này hay không nữa. Chỉ biết là ta luôn có ai đó để giải đáp mà, Eleni. Chỉ với chính chúng ta thôi. Ông tôi từng kể cho tôi nghe một câu chuyện mang tên là... Nói tiếng Anh đi. Tôi không biết tiếng Tây Ban Nha đâu. Câu chuyện về hai con sói. Ông tôi nói có hai con sói ở trong mỗi chúng ta. Một con đại diện cho cái thiện và lòng tốt. Và con còn lại thì thú tính và xảo trá. Chúng luôn tranh đấu. Lúc nào cũng gây chiến nhau. Rồi con nào thắng? Con mà ta cho nó ăn. Tôi đi tắm đây. Hy vọng cô không bằng cái đào tẩu khi tôi đi nhé.
Amando. Cô đang làm cái quái gì vậy? Hắn ta biến mất rồi. Sao được chứ? Tôi không biết. Chúng ta phải ra khỏi đây thôi. Không thể cứ thế mà đi được. Khỉ thật, khẩu súng Eleni, khẩu súng. Khẩu súng Eleni nó đâu rồi? Chị có cầm nó không? Không. Eleni, hắn ta đang ở trong đấy. Im lặng nào. Tiếng từ phía sân sau. Không, Eleni, hắn lấy súng rồi. Chúng ta phải rời khỏi đây thôi. Hắn không thể nào vào đây được. Vậy ta cứ ngồi đây và đợi sao? Đi nào. Chẳng còn chỗ nào để đi cả đâu. Bị khóa rồi. Đúng như tôi nghĩ. Thì sao chứ? Khẩu súng đâu rồi hả Luna? Tôi nói rồi, tôi không giữ nó. Hắn ta chưa thể vào được. Và cô biết điều đó mà. Vậy là chị đổ lỗi cho tôi sao? Sao tôi phải lấy khẩu súng chứ? Nó đâu rồi? Sao chị không nói tôi nghe thử? Sao tôi biết chị không giữ nó chứ? Tôi đoán là cô không có nó. Thật là điên rồ. Chị biết đó, với lòng bàn tay mà. Tại sao lại làm vậy với tôi chứ? Tôi chỉ muốn có được mật khẩu thôi.
Bắt đầu chơi nhé, mấy con quỷ. Tôi tưởng chị nói tất cả đều có kế hoạch rồi chứ. Không có gì bất trắc mà. Chúng ta đã đến nước này rồi thì phải nghĩ ra kế hoạch dự phòng chứ. Ta phải tìm cách ra khỏi đây trước khi quá muộn. Rồi đi đâu hả? Ta làm gì có chìa khóa xe hơi. Tôi không biết nữa, hay mình gọi cho cảnh sát đi. Phải rồi. Và nói cái gì với họ đây? Là bọn tôi bắt cóc chồng tôi và vợ sẽ giết hắn à? Ta có thể nói là hắn đang cố bắt cóc chúng ta. Không, ta sẽ không đi đâu hết. Và cũng không gọi cho ai cả. Ta phải đưa hắn về đây rồi. Đấy thứ mà chúng ta muốn. Tôi biết ta có thể làm được mà. Tôi biết là cô sẽ đi cùng tôi. Khỉ gió. Hắn sẽ không nương tay với ta sau những gì ta đã làm với hắn đâu. Vậy nên đừng để cho hắn có cơ hội được chứ. Đó là kế hoạch lớn của chị hả? Dụ hắn vào và chặn bằng một sợi dây. Biết không, một chút thái độ có thể sẽ giúp ích được cho chúng ta đấy. Cô cả gan thương hại hắn sao? Không có. Hôm nay ở văn phòng, nó không phải là làm thật đấy chứ. Chúa ơi Eleni, chị bảo tôi phải làm gì tôi làm đó. Và giờ chị quả trách tôi vì đã làm quá tốt ư? Chị còn muốn cái quái gì nữa hả? Hắn nói là cô đồng ý bỏ đi với hắn. Và chị tin hắn sao? Tôi cũng đã từng một lần yêu hắn mà. Cô có cái gì ở đó thế? Bình xịt hơi cay. Tôi mong là cô sẵn sàng sử dụng nó. Nghe nè Lenny, tôi chỉ nói điều này với chị một lần nữa thôi. Nếu tôi muốn đi với hắn thì tôi đã đi lâu rồi. Nhưng tôi lại ở đây với chị. Và có thể vượt qua chuyện này, chúng ta cần phải tin tưởng nhau. Được rồi, tôi xin lỗi vì tất cả mọi chuyện. Và xin lỗi cho đã đổ tội cho cô lấy khẩu súng. Việc đó không quan trọng nữa. Ta chỉ cần lấy được mật khẩu. Ổn chứ?
Chờ thì sao? Hắn đang đây với chúng ta này. Armando, bọn tôi ở đây này. Chúa ơi, Eleni, chị cần phải thông báo trước khi chị làm gì ngu ngốc chứ. Chỉ là đèn pin thôi. Điều đó có nghĩa là hắn có thể ở bất cứ đâu đấy. Vì nên ta mới cần phải đem hắn lại đây ngay bây giờ. Khỉ thật. Eleni, chị không thể chờ chút được sao? Hắn đang ở ngoài đấy. Chính xác. Eleni, xin chị đấy, đừng làm như vậy. Amado, thôi nào Neil, ra đây nói chuyện đi. Eleni, đóng cửa lại đi. Một trong hai ta phải ra ngoài đó. Chị bị điên sao? Eleni, tôi xin chị đấy, đóng cửa lại đi. Tôi xử cô tại trận đấy. Không, tôi thề, tôi có định gọi ai đâu. Em yêu ơi, anh về nhà rồi đây. Đi thôi, đồ khốn, tôi biết ngay mà. Thôi đi, khẩu súng đâu hả? Cô đã làm gì với nó vậy Luna? Khẩu súng đâu rồi? Tôi giấu nó để không ai bị thương nữa. Giờ thì tránh ra đi. Ôi Eleni, chân của tôi. Nào nào, tháo nó ra đi. Cẩn thận kìa. Ô em yêu, em phải làm tốt hơn thế này chứ. Một chiếc mũi mới thì sao hả? Cái cô đang có chẳng đẹp tí nào cả. Chờ đến khi tôi xử cô đi, đồ khốn bẩn thỉu. Thật không ai có thể ngờ nổi luôn đấy. Quay lại. Tôi ký này này. Sau khi sửa cái họng to của cô, sao ta không cạo hai cái má phúng phính này rồi cả đôi tai to lớn ấy nữa nhỉ? Không vui tí nào cả. Cô nhận được hậu quả đâu nhỉ? Khốn kiếp. Cẩn thận đấy Luna. Tôi sẽ đuổi kịp cô sớm thôi. Thả tôi ra. Ô em yêu, ta chỉ mới bắt đầu tại đây thôi. Dâng lên và tỏa sáng nào. Tôi giữ chỗ cho cô rồi đấy. Hàng trước chuẩn bị khôn luôn. Eleni, cô phải nói cho tôi biết. Còn ai biết về cái tài khoản này nữa hả? Eleni, còn ai biết về cái tài khoản đó nữa? Cô có thể làm nhanh chóng và dễ dàng, hoặc là chậm rãi và đau đớn. Tất cả hoàn toàn phụ thuộc vào cô đấy.
Eleni đã bị trói chặt rồi. Cô nên vào trong nhà đi nhỉ. Nói nghe này, trong này an toàn hơn là ngoài đó với bọn sói đấy. Cho cô biết, chúng là lũ mọi rợ lì lợm. Chúng thường đi săn thành cặp. Chúng thích cắn xé cô bằng những chiếc răng sắc nhọn. Có thể là hàng giờ, cho đến khi cô khô máu. Rồi khi chúng gọi đồng bọn đến, thì sẽ là cả bầy. Chúng sẽ sâu xé những gì còn lại của cô. Cho cô thứ để suy nghĩ, không phải vì mỗi cô đâu, mà còn vì Eleni nữa. Là cô ta. Tôi biết là cô sẽ nói vậy mà. Sự thật đấy. Để rồi xem. Giờ thì không biết cô có tình cờ thấy mấy món này trên mạng không. Tôi thề đây là ý tưởng của cô ta. Người Trung Quốc cổ có một cách rất hay để lấy thông tin phạm nhân. Cô ta đến tìm tôi và nói là cô ta phát hiện ra tài khoản đó. Phương pháp ấy có tên là ngủ khổ hình. Phải. Đó không phải là một cái tên hay. Nhưng cô phải phái lại họ. Bọn Tàu rất biết cách tra tấn. Tại sao lại gửi tiền với tên cô ta? Anh nghĩ tại sao mà tôi lại đến văn phòng của anh hôm nay? Anh không thấy là cô ta đang chơi cả hai chúng ta sao? Có lẽ vậy. Nhưng tôi thật lòng muốn biết từ cô. Còn ai khác biết về cái tài khoản này nữa không? Không ai cả. Lý do mà phương pháp này được gọi là ngủ khổ hình là bởi thứ nhất, họ sẽ cắt mũi người đó đi. Tôi thề là tất cả là ý của cô ta, từng chút một. Nhưng đúng là tôi có phần trong đó. Bước 2 và bước 3, họ sẽ chặt tay và chân. Em rất xin lỗi vì đã làm thế với anh. Nhưng anh không thấy sao? Cô ta biết mình sẽ trở mặt với nhau. Bước 4, họ thiến bỏ cái ấy đi. Vấn đề sau tất cả những cái cắt xẻo ấy, người hành quyết bắt đầu nôn mỡ. Nên không ai thật sự biết liệu kẻ đó có nói sự thật không. Em gian xin anh đấy, anh phải tin em. Điều gì đem ta đến bước thứ năm? Cá là cô không đoán được. Bước số 5 là gì đâu nhỉ? Đó là hình phạt cho kẻ nói dối đã, Eleni. Là họ sẽ xẻ tên khốn đó ra làm đôi. Tôi sẽ cho cô thấy. Bây giờ Eleni không nghe được điện thoại. Thả trái ra đi Amando, tôi không đùa đâu. Tôi ghét phải nói thẳng ra, nhưng cô chẳng có quyền gì ra lệnh cho bất cứ ai cả. Nhưng nếu cô muốn gửi lời nhắn cho Eleni, thì tôi khuyên cô nên vác cái mông bé nhỏ của mình vào đi. Cái mông bé nhỏ này sẽ ở chỗ mà nó cần ở. Có lẽ vậy, nhưng tôi cũng sẽ nói tương tự như vậy về Eleni. Sao nào? Cô có định tham gia cho bọn tôi không? Đi đi Luna, lấy cái. Anh muốn gì vậy hả Amando? Uống tí đi cho khỏe này. Chạy đi Luna, ngay bây giờ. Không không không, làm ơn xin anh. Amado dừng lại đi, để chị ấy yên.
Eleni này, cô có thể nói cho tôi biết còn ai biết về cái tài khoản không? Cho cô cơ hội cuối cùng đấy Luna. Vào trong đi. Eleni, thề với Chúa là tôi sẽ đập nát tay cô ra. Khốn nạn, sao cô có thể làm cái trò khỉ này với tôi được hả? Sao có thể? Không ngờ đấy Eleni, tôi mất hết kiên nhẫn rồi đấy. Thề với Chúa, đồ khốn nạn. Đó, thấy chưa? Cấm anh động vào. Ồ, nhìn cô gớm quá. Ném nó lên ghế mau. Đưa tay lên đầu. Tôi chỉ có một tay thôi. Nhờ hai cô đấy. Làm đi. Cô chắc là cô biết dùng nó chứ? Ồ. Còn về số tiền thì sao nhỉ? Cô bắn tôi thì sẽ không có mật khẩu đâu. Phải. Nhưng tôi lại có được sự thỏa mãn. Eleni nói với tôi tất cả chuyện này là ý của cô đấy. Tôi cũng sẽ nói điều tương tự nếu anh đập nát tay tôi như thế. Điều thú vị là tôi bắt đầu thấy đồng ý với cô ta rồi đấy. Vậy thì anh đang lãng phí thời gian rồi. Lùi lại đi. Tôi đã đánh giá thấp cô Luna. Quá ra không phải là kích cỡ của con chó trong cuộc chiến, mà là quy mô của cuộc chiến mà con chó tham gia vào. Tôi chỉ làm những gì mà chị ta bảo tôi phải làm thôi. Tôi không chắc là có nên tin cô không. Bước thêm một bước nữa rồi sẽ không còn đi được đâu. Eleni đã nói với tôi là cô tự mò ra số tiền ấy. Tôi cá đó không phải là lời nói dối đầu tiên mà chị ta nói với anh. Ai đó đã giúp chị ta. Chị ta đã nói với tôi như thế đấy. Là ai vậy? Tôi không biết. Ai đó ở cơ quan? Một trong những khách hàng của anh. Chị ta lừa dối cả chúng ta, Armando. Đừng lo lắng. Tôi không nói gì với hắn đâu. Thừa nhận đi. Thừa nhận tự cô làm mọi chuyện. Bất kể là ai và tìm ra tài khoản đó thế nào, thì cô cũng sắp đặt cuộc chiến này để chia rẽ chúng tôi. Không không, anh lợi dụng tôi là cả hai người. Tôi có bằng chứng Luna. Sao anh dám? Giải thích cái này đi. Cô có biết có một chiếc xe đổ ngoài kia không? Ẩn sau bụi cây ấy. Thì có liên quan gì đến tôi chứ? Là giấy thuê xe. Cô đã thuê nó với chữ ký của cô ở ngay đây này. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó cả. Chị ta tháo hết đạn ra rồi à? Đặt hắn ta lên ghế. Chị ta tháo đạn ra sao? Tôi biết cô sẽ lấy nó thì làm sao có thể để đạn được chứ? Làm đi. Đưa súng cho tôi. Đưa súng ra cho tôi. Chúng ta phải gọi cấp cứu thôi. Không, kết thúc rồi Luna. Họ sẽ đến tìm tôi thôi. Họ sẽ phát hiện ra mọi chuyện. Họ sẽ truy lùng tất cả chúng ta.
Như thế này có đáng không em? Còn cô thì sao? Tôi xin lỗi. Cô giỏi lắm Luna. Quá giỏi. Kiếm cho anh thứ gì để viết đi. Đây không phải là chữ ký của tôi. Chẳng có gì to tát cả. Anh đã làm việc cực lực để giành lấy số tiền này, rồi bỏ phí như thế. Không đâu anh, sẽ không phí đâu. Em nhớ anh đã nói gì với em chứ? Ta đã nói rất nhiều thứ, Mondo. Rất nhiều thứ mà ta ước đừng nói ra. Khi em hỏi anh về số tiền, anh đã nói là sẽ cho em một nửa. Anh là người trọng chữ tín. Cầm lấy đi này. Giữ nó đi. Cô hoàn toàn xứng đáng. Muốn có mật khẩu hả? Giờ thì hai cô có thể đánh nhau để giành rồi đấy. Giành nhau từng đồng lẻ bẩn thỉu. Khỉ thật. Mày chết đi đồ khốn. Eleni, bình tĩnh đi. Đưa nữ của cô cho tôi mau. Tôi chưa bao giờ nói tôi sẽ làm gì hết. Vậy giờ thì sao hả? Ta thậm chí còn không biết đó có phải là mật khẩu không nữa. Đó đấy, mật khẩu chính cống đấy. Cô có thể gọi ngân hàng để kiểm tra. Coi như là món quà tôi tặng cho hai cô. Hoặc là chỉ một trong hai. Mở cửa ra đây Luna. Tôi quá mệt vì chuyện này rồi. Là cô không nói cho tôi nhiều lựa chọn Luna à? Thôi Đào, đưa tờ giấy cho tôi đi. Cô có khoảng 10 giây trước khi tôi mở cửa hộ cô đấy. Hết giờ rồi. Cô dám sao? Đừng ép tôi. Tôi làm thật đấy. Nghĩ ngợi vài phút đi. Thề với Chúa đấy Eleni. Tôi không quan tâm gì nữa. Được thôi, được rồi. Đưa nó cho tôi và tôi sẽ để cô đi. Chỉ muốn tôi tin điều đó sao? Chị đã lừa dối tôi suốt thời gian qua. Còn cô thì không à? Giấy phép lái xe. Tại sao lại có một chiếc thẻ mang tên tôi nhưng lại là hình của chị? Luna, nghe tôi nói này. Không. Chị đã thuê cái xe quái quỷ đó. Bỏ chiếc hộp quẹt xuống đi. Mấy thùng xăng sao? Chị nghĩ tôi quá ngu ngốc nhưng tôi biết chị đang làm gì. Eleni, ta không có thời gian để đôi co đâu. Chị tưởng tôi có thể tìm được một cô gái sẵn sàng làm mọi thứ cho chị sao? Cô có sự lựa chọn mà. Chị cũng vậy. Cô có bị điên không? Chính cô đã gọi cho tôi mà. Chị đã định sẽ đốt cháy căn nhà này với tôi và Amanda ở trong đó. Chị đứng sau giật dây tất cả Eleni để chị có thể trốn đi và cao chạy xa bay với số tiền của tôi. Nói tôi nghe Luna, cô không nghĩ chính tôi làm cô giỏi hơn sao? Chị bệnh hoạn thật. Đúng thật đấy. Không.
Cô đúng là đồ ngu ngốc.